Ok, và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến bạn một cái nền tảng giúp cho bạn kiếm tiền online, bán hàng online và không cần phải bỏ ra một đồng vốn nào hết. Và ngoài ra thì bạn còn được cấp thêm một cái website riêng luôn ha, một cái website riêng luôn và bạn không cần phải đầu tư gì hết. Đó là nền tảng Cúc Cu. Vậy thì Cúc Cu này, đây là một cái nền tảng nó như là một cái tiếp thị liên kết nha, giữa một cái nhà bán hàng và một người bán hàng đó. Vậy thì nó sẽ có một số cái lợi như sau. Thứ nhất là những cái nhà bán hàng á thì sẽ tăng lên được thêm những cái đơn hàng của họ. Ví dụ như họ đang kinh doanh một sản phẩm A nào đó, thì họ liên kết với bên Cúc Cu để họ phân phối thêm cái sản phẩm đó, giúp cho họ tăng doanh số. Còn bên Cúc Cu á thì họ sẽ nhận những cái deal này đó, và họ sẽ thiết kế ra một cái website riêng cho những người dùng. Và những người dùng là ai? Những người dùng là những người mà muốn kiếm tiền, muốn bán hàng nhưng mà mới chập chững bán hàng đó. Kiểu như là muốn kinh doanh thử nhưng mà không cần phải bỏ vốn á, thì bạn có thể là tham gia cái nền tảng Cúc Cu này đó, thì họ sẽ cấp cho bạn một cái website riêng và bạn không cần phải bỏ tiền ra để bạn làm những cái website này ha, và nó cực kỳ đơn giản để bạn làm luôn đó. Và những người bán hàng thì có một cái lợi á, tức là bạn sẽ bán được rất là nhiều những cái mặt hàng mà bạn không cần phải bỏ vốn ra, và cái mức lợi nhuận thì nó cũng rất là ưu đãi luôn ha. Rồi thì đây là một cái trang chủ của Cúc Cu, đây là một cái nền tảng. Thì cái việc mà bạn bán hàng qua cái kênh nào á thì đó là tư duy của mỗi người ha. Và sau cái video này thì mình sẽ gợi ý một số cái cách để bạn có thể là bán hàng trên cái nền tảng này. Rồi thì ở đây ha, cái việc mà giao hàng nè, bán hàng này kia nè thì bên Cúc Cu họ sẽ lo luôn ha, kho bãi vận đơn các kiểu. Còn việc mà của những người bán hàng như mình chẳng hạn á, thì mình chỉ việc là hướng khách hàng đến cái trang web của mình để mua hàng thôi ha, và mình đã có cái lượt tiền khi mà khách hàng mua hàng trên đây rồi. Thì để tham gia với cái Cúc Cu á thì bạn sẽ bấm vào đây để bạn đăng ký ha. Cái việc mà đăng ký đơn giản thôi, mình sẽ qua cái bước này. Rồi bạn không biết vào như nào á thì bạn mình có để cái link ở dưới mô tả video á, bạn bấm vào thì bạn đăng ký ha. Rồi mình bấm vào đây thì mình đã đăng ký xong cái tài khoản của mình mới đăng ký luôn nè. Rồi ở đây thì bạn sẽ nhập thông tin của mình đầy đủ ha. Bạn vào cái chỗ này, nhập thông tin cá nhân vào, thông tin ngân hàng khi mà có đơn. Và đặc biệt là bên Cúc Cu nó khác với một số cái nền tảng affiliate hiện tại á, là nói chung là nó như là một cái nền tảng dropship vậy đó, là khi mà đơn hàng về á thì bạn sẽ được phép rút tiền luôn. Còn với một số cái nền tảng affiliate thì bạn sẽ được gà sót đớ sót và thanh toán theo tuần, theo theo tháng vân vân ha. Còn bên Cúc Cu thì họ cái phần tiền bạn nhận về thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều đó. Rồi bạn điền đầy đủ thông tin này giùm mình ha. Rồi tiếp đến á, thì mình sẽ vào cái phần màn hình chính, phần dashboard nè, thì nó sẽ hiển thị là doanh thu của bạn hàng ngày hàng tháng ha, rồi cái số tiền mà bạn tạm tính như nào, số dư như nào ha. Bởi vì là mình mới đăng ký cái tài khoản đó cho nên là mình cũng chưa có chạy cái chương trình này nữa, và mình giới thiệu cho bạn ngay và luôn luôn á. Rồi tiếp theo là cái phần sản phẩm nè, cái phần này là phần quan trọng ha. Thì ở thời điểm hiện tại á, thì Cúc Cu đã có khoảng gần 2.000 sản phẩm và trong thời gian tới thì sẽ cập nhật thêm ha. Rồi cái việc mà đơn giản nhất là bạn thấy cái sản phẩm nào mà bạn muốn bán á thì bạn chỉ cần bấm vào cái mục yêu thích thôi. Nhưng mà theo như mình gợi ý ha, thì bạn cứ bấm hết đi, rồi mình thích cái nào mình bán cái đó ha. Đó, thích cái nào bán cái đó mình chọn hết ha, từ những sản phẩm mẹ và bé, rồi những sản phẩm thiết bị gia dụng, ví dụ như sản phẩm là mũ ủ tóc nè, đúng không? Đó rồi ở đây á, thì cái cột bên này là cái cột thể hiện về thông tin sản phẩm, đây là cái giá bán mà nhà sản xuất họ đưa ra. Còn cái mục hoa hồng này á, là hoa hồng dự kiến, tức là từ 25 cho tới 30%. Ví dụ như là cái mức chiết khấu thấp nhất là 25% và cao nhất là 30% cho cái đôi giày này. Rồi bạn sẽ bấm vào đây để bạn xem ha. Nếu như mà cái đơn hàng với mức giá như nào á, thì nó sẽ có cái mức chiết khấu tương tự như vậy ha. Rồi, ví dụ như ở đây cũng vậy. Rồi và thì đơn giản như là cái đôi giày này đi, bạn bán với giá là 110.000 trên nhà sản xuất họ đưa ra đúng không, thì bạn sẽ nhận cái mức hoa hồng tối thiểu là 25%, tương ứng với khoảng gần 30.000 đi chẳng hạn ha.
đó. Rồi những sản phẩm mẹ và bé nè, dành cho em bé trẻ em các kiểu ha. Rồi khi mà bạn tích vào cái mục yêu thích này ha, bây giờ mình tích hết đi, nếu mình tích hết thì mình muốn bán gì mình bán ha. Rồi khi mà tích hết đúng không, thì bạn sẽ vào đây giùm mình, bạn vào cái mục là sản phẩm yêu thích đó, thì nó sẽ ra ở một cái mục sản phẩm yêu thích này của mình ha, rất là nhiều, mình mới up được mình mới chọn được 32 sản phẩm nè. Đây nó hiển thị ha, số sản phẩm hiển thị ở đây. Rồi bây giờ sẽ có hai cách như sau. Cách thứ nhất là bạn sẽ bán từng sản phẩm, bán từng sản phẩm, ví dụ như mình muốn bán cái bể cá này đi, thì bạn sẽ vào cái chỗ link nè, bấm vào đây đó, bạn chỉ cần là dán cái link này ra thôi là nó sẽ thể hiện một cái trang duy nhất là cái sản phẩm bể cá này ha. Cái giao diện mua hàng giống như trên Shopee gì đó. Rồi ở đây khi mà khách bấm mua hàng đúng không, thì khách chỉ cần là bấm vào đây và điền đầy đủ thông tin, sau đó sẽ có một số phương thức thanh toán như là thanh toán trực tiếp bằng thẻ Visa thì sẽ được giảm 30k cho cái đơn hàng từng trăm. Rồi thanh toán ship code đó, thì thanh toán khi nhận hàng ha. Rồi thanh toán vào những cái trang khác đó, vân vân. Khi mà khách hàng hoàn tất đơn đăng ký á thì cái bên nhà cung cấp dịch vụ họ sẽ gọi điện và xác nhận thông tin đúng á, thì họ sẽ giao hàng ha. Và với cái hình thức này á, khi mà đơn hàng giao thành công thì mình mới nhận được tiền ha. Đó. Rồi. Rồi cái cách thứ hai á, là bạn muốn bán rất là nhiều những sản phẩm á, thì bạn chỉ cần bấm vào cái biểu tượng con chim ở đây nè. Nó sẽ về cái trang chủ, đây là cái trang liên kết của mỗi người ha. Mỗi người sẽ được cấp một cái trang riêng như vậy. Và sản phẩm này là sản phẩm của bạn này, lúc nãy mình chọn 32 sản phẩm nè, thì nó sẽ hiển thị trên đây ha. Rồi cái mục từ khóa tìm kiếm này nè, nó giúp cho khách hàng dễ lựa chọn hơn khi mà họ mua hàng. Rồi, bạn muốn bán theo từng danh mục thì ví dụ như bấm vào mục mẹ và bé đi. Đó thì nó sẽ hiển thị ở đây ha. Lúc nãy là mình chỉ chọn một sản phẩm thôi, bạn chọn nhiều sản phẩm thì nó sẽ hiện nhiều ha. Rồi ví dụ như bạn chọn về mặt đồ gia dụng đi ha, đồ gia dụng thì nãy giờ mình chọn nhiều nè. Đó, bạn muốn bán riêng về cái mặt hàng đồ gia dụng này thôi, thì bạn bấm vào cái mục đồ gia dụng, sau đó bạn copy nguyên cái link này đó. Rồi bạn đi share link ha. Đó. Thì ví dụ như bạn đặt lên kênh YouTube nè, kênh TikTok nè, hoặc là những cái blog bán hàng của bạn các kiểu ha. Đó, đó là hai cách để mình bán hàng. Cách thứ nhất là bán từng sản phẩm. Cái thứ hai là mình sẽ bán theo một cái danh mục luôn. Đó, mình sẽ điều hướng khách hàng về cái danh mục này để họ có nhiều cái sự lựa chọn hơn để họ mua. Còn cái phần hoa hồng á, là nó sẽ hiển thị ở đây ha. Tối thiểu và tối đa. Rồi cái phần đơn hàng này thì khi mà đơn đi đơn về thì nó sẽ hiển thị ở đây ha, đầy đủ thông tin, và bạn sẽ check được là cái đơn của mình nó đang ở tiến độ như thế nào, đi tới đâu và khi nào tiền về. Thì thông thường á, một cái đơn mà giao ship code thông thường á thì nó đâu đó khoảng tầm 2 cho đến 5 ngày ha. Thì cái vòng tiền của mình thì nó khoảng tầm tối đa là 5 ngày thì mình sẽ nhận được tiền kiểu vậy. Rồi còn cái phần lịch sử giao dịch đó, đó là những cái lúc mà bạn đặt rút tiền cái kiểu nó sẽ hiển thị ở đây. Rồi nạp rút tiền đây. Rồi đây là những cái nhóm này kia mà bạn có thể là kinh doanh theo nhóm cái kiểu ha. Rồi bây giờ mình sẽ gợi ý một số cái cách để mình bán được hàng như sau. Mình sẽ về cái mục sản phẩm yêu thích đi ha. Rồi cách thứ nhất là mình sẽ bán từng sản phẩm. Rồi ví dụ như cái quạt này nè, thì bạn có thể là bạn vào cái mục nội dung này nè, thì họ soạn thẳng cho bạn một cái nội dung luôn, thì bạn có thể là lấy cái nội dung này bạn đăng lên trên tường cá nhân của bạn để bạn bán nè. Đó, hình ảnh họ cấp sẵn luôn ha, bạn chỉ cần là đăng những cái thông tin này về cái trang cá nhân của bạn và bạn kèm theo cái link bán hàng ha. Đó là cách thứ nhất, trang cá nhân Facebook nè, rồi Zalo nè các kiểu ha. Đó là cách mà đơn giản nhất mà bạn không ngành công nghệ. Rồi cái cách thứ hai là bạn có thể là tận dụng những cái thông tin có sẵn này để bạn đăng lên cái website bán hàng có sẵn của bạn. Ví dụ như bạn đang lập một cái website bán hàng đúng không, thì ví dụ như bạn đang bán một cái ngách về về mỹ phẩm đi, nhưng mà để tăng thêm một cái thu nhập của mình nữa, cũng như là để cho đa dạng cái sản phẩm trên cái web của mình nữa, thì mình có thể là liên kết với Cuckoo để mình bán thêm những sản phẩm này. Đó, cái việc bán thêm nó sẽ giúp cho bạn tăng thêm doanh thu, và ngoài ra thì cái website của mình nó sẽ phong phú hơn thêm cái nội dung đó. Đó. Rồi thêm một cách nữa là bạn có thể là sử dụng những cái nội dung này để bạn làm những clip ngắn á, giới thiệu những sản phẩm này, và bạn có thể là đặt lên kênh TikTok của mình hoặc là đặt lên kênh YouTube. Và cái việc của mình là mình share cái link ha, share link theo từng sản phẩm ha.
ví dụ như các bạn nè, bạn chỉ cần share cái link này ha, đó bạn đặt ở dưới link bán hàng đó. Rồi cái cách mà kiếm tiền YouTube như nào thì bạn có thể là lên kênh của mình để xem ha. Mình có rất là nhiều những cái video mà hướng dẫn cách làm ha, mình sẽ không nói lại ở cái video này đó. Rồi bây giờ mình sẽ chốt lại là một số cái cách kiếm tiền của trên Cucu là mình sẽ bán theo từng sản phẩm hoặc là bán theo từng chuyên mục đó. Rồi nếu như mà bạn là một số chủ group của một số cái group mà về ví dụ như là hướng dẫn cách làm đẹp này kia thì bạn có thể là share những cái link này ha, thì nội dung thì bên Cucu họ soạn sẵn hết rồi ha. Soạn sẵn hết thì bạn chỉ việc là lấy cái nội dung này và bạn đăng lại trên những cái group thôi. Rồi bây giờ mình sẽ làm demo luôn cho bạn xem ha. Bây giờ ví dụ như mình muốn bán một cái đôi giày này đi đó, thì mình sẽ làm cách nào? Bây giờ mình sẽ mở cái Facebook cá nhân của mình lên ha, rồi mình sẽ vô đây là hỏi mua mẹ và bé đi. Đó, bây giờ ví dụ như mình là chủ group của cái group này ha. Rồi sẽ lên đơn giản thôi, mình sẽ vào đây. Đây mình demo thôi ha. Rồi mình vào đây. Đây mình sẽ lấy cái thông tin của cái mũ này đi. Đó, ở đây thì cái content họ soạn sẵn cho mình rồi nè. Mình chỉ cần vào đây để mình post bài lên đây thôi ha. Rồi khi mà post á, thì bạn sẽ kèm cái link của mình. Kèm cái link là link này nè. Đó, link mua hàng nè. Được chưa? Đó, khi mà gắn cái link rồi ấy, thì nó sẽ hiển thị cái địa chỉ của cái sản phẩm ở đây ha. Ở đây mình sẽ không có post ngay trên cái bài này ha, bởi vì là cái group của người ta, post thì mình sẽ bị ban group ha. Mình demo cho bạn như vậy thôi. Rồi hoặc là bạn có những fanpage bán hàng thì bạn đăng bài như vậy ha. Rồi còn nếu như bạn chủ động được cái nguồn traffic, ví dụ như có website sẵn, có kênh YouTube sẵn, có kênh TikTok sẵn, thì bạn chỉ cần là làm một cái link và bạn gắn lên thôi cho từng sản phẩm ha, thì bạn sẽ bán được hàng từ những cái sản phẩm có sẵn ở đây. Và thêm một cái hay ho giữa Cucu và những cái nền tảng khác á, là họ cấp cho bạn sẵn một cái website luôn ha, một cái website theo từng sản phẩm của bạn luôn. À, ví dụ như là sản phẩm affiliate đi thì bạn phải chủ động link, rồi bạn phải chủ động làm tất cả. Nhưng mà với nền tảng này á, thì dành cho những người mà không rành về công nghệ cũng như là muốn làm liền bán liền có liền, thì bạn sẽ sử dụng cái nền tảng này, nó sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được rất là nhiều thời gian ha. Và cái mức hoa hồng chia sẻ nó cũng khá là hợp lý nè, rất là cao luôn, từ 25 cho đến 30% ha. Với một cái sản phẩm bán hàng online thông thường á, mà để được cái mức hoa hồng là 25 cho tới 30% á, thì ít nhất bạn cũng phải nhập hàng từ 10 cho tới 20 sản phẩm chẳng hạn. Nhưng mà bạn bán hàng trên đây thì bạn không cần phải nhập hàng về, nhưng mà bạn vẫn bán những sản phẩm này như là bạn đã nhập hàng về, kiểu vậy ha. Nói chung là mình sẽ bán hàng không cần phải bỏ vốn ra. Rồi còn cách làm chi tiết như nào á, thì nếu như bạn muốn tìm hiểu về cách làm trên kênh YouTube như nào, cách làm trên kênh TikTok như nào, hoặc là cách làm trên chạy quảng cáo như nào á, thì bạn vào kênh của mình để bạn xem những video trước đó ha. Trước đó thì mình có rất là nhiều những video hướng dẫn làm theo từng cái, bạn có thể là áp dụng cái kiến thức đó để bán hàng trên Cucu này ha. Rồi video ngắn gọn như vậy thôi, nếu bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy like, share và subscribe cho kênh của mình nha.